Hi, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với UFC The World Series Mobile ha. Hôm nay sẽ là một con rất là đặc biệt tại vì con này nó vừa mới ra. Các bạn đón xem là con gì nào? Chắc chắn là trên avatar thì các bạn đã thấy, không phải trên cái hình nền thì các bạn đã thấy rồi, một con vật khá là đẹp. Đó là sự tiến hóa của Ba Chi và một cái con hình như là mình nhớ không lầm là con trên đây. Con Great Aetorus, không phải Allosaurus, mình nhớ không lầm là Ba Chi và Allosaurus. Ba Chi đây, Ba Chi không phải, Ba Chi này nè, con này là Ba Chi luôn, con này cũng thuộc họ với con này luôn. Mà nhưng nó kết hợp với một con để mình kiếm ra trước đã. Where are you bro? Invincible. Impossible. Đâu nhờ? Để mình kiếm ra. Đây rồi, chính là con Megalosaurus. Megalosaurus và một con Ba Chi. Chắc chắn là như vậy luôn đấy. Con này nó mới cập nhật hôm qua hôm bữa nào mình không nhớ. Mà nhân thì nó đã có hai bớt con này tạo ra một cái con rất là đẹp, đó chính là con Bachigalosaurus. Đấy, trong hình là các bạn đã thấy là một con chắc chắn là mình nghĩ là hệ cỏ. Không, chắc ăn thịt thôi. Đây hôm bữa có cái new á các bạn nhớ không? Đấy đấy, tạo ra con này nè. Đó. Quá khủng luôn để tạo ra một con vật như thế này. Và trong cái bắt bên đây nó bán thêm một con mới, đó là Ken Oyuix update gì đấy, nó update thêm con mới hay sao á. À, không chần chờ nữa, bây giờ mình sẽ đột biến hai con này. Ok, ngay và luôn thôi. Wow, một cái một đột biến thành công con này luôn. $38,000, có thể là nó bán tới 70,000 điên này rồi. VIP VIP VIP, giống loài VIP phải cho qua bên đây. Đây, khu vực dành cho những con VIP. Wow, phê ghê các bạn. Ồ, nó tạo ra con ăn thịt các bạn ơi. Vậy có nghĩa là cái gen nó con ăn thịt mạnh hơn rồi. Ôi, hôm nay là quậy đã luôn rồi đó nha. $77,000. Con này chỉ thua Sudon có 1,000 à. Wow, phê dữ ta. Rồi, để mình up level cho nó đã. Để 789 đi, 789 đi. Ôi, hơi bị kinh khủng luôn. Ôi, sướng kìa chưa. Để coi, đi quýt thì chiêu nó như thế nào. Hôm giờ mình quýt cho mấy ông ghiền chơi. Tính ra con này chỉ thua Sudon có 1,000 DNA thôi. Ôi, nó level 9 thôi mà nó đã cao tới mức này rồi. Nghĩa là con này theo mình nghĩ á, là cái lượng máu, lượng đam nó giống như con Metaphodon á. Trời, sự quát con nước nó làm cái gì ông? Chấp nhận thì đâu cho nó cắn mình chết luôn á. Bước tới đây. Con này cũng lạ ha, con Arcan này nhìn thấy khác khác. Con Arcan này hình như mình chưa có. Nhìn lạ ta.
đã bưởi. Sáu trăm, nó quýnh mình bốn cái cũng chết thôi. Rồi thử bốn cái nè. Một nhát một. Ôi con này thì không đủ tuổi quýnh mình rồi. Chết đó chứ. Quýnh nó cái tầm này là dễ chết ha. Vậy là giống ăn thịt này nó giống như là con Judon. Con này theo mình thấy là nó rất là giống với Judon luôn. Ôi nhìn nó đã ghê không? Ngầu thiệt chứ. Không biết là có bao nhiêu bạn đã có con này rồi ha. Tại vì con này nó cũng mới ra à. Nhìn rất là phê luôn. Bum bà đâm. Ok quýt tiếp nào. Ủa mình đang phê. Đang phê chứ con này. Ha, nhìn tiến hóa lên nhìn đúng phê luôn á. Tại vì thường á là mấy con Legion mà nó tiến hóa nó sẽ gặp những con rất là khủng. Lên cái dạng rất là khủng luôn á. Có 2 điểm đây. Phải 2 thủ thôi. Thấy chưa? Đơn giản như vậy thôi. Rồi, nó thủ 1 thủ rồi. Giờ nó quýnh mình là mình giết nó luôn. Đấy. Mà nhưng trận này nó có 2 con nước lận, nó rất là nguy hiểm luôn. Mình sẽ 2 thủ đây để mình giết luôn cái con voi kia. Giết luôn con voi cho chắc. Rồi bây giờ con này không giết được mình rồi. Giỡn hả men. Men ẩu quá đó men à. Ờ mình ghét mình dùng con này mình giết con kia luôn cho bạn xem. Mình ghét mình dùng con này mình giết luôn con voi cho các bạn coi nè. Không cần tới con level 9 luôn. Con level 9 giết con level 39. Để xem mày làm gì được. Rồi không quýnh mình luôn. Ok, tạm biệt tình yêu. Mày giỡn mặt hả? Ôi ghê chưa? Mình quýnh chết 2 con nước luôn á. Đùa sao mày được? Ba chi ở chết nãy giờ mình cũng không để ý cái tên mới của nó luôn. Con này mình nghĩ là ba ba. Nó tiến hóa nó sẽ tên là ba ba. Bachigalosaurus lấy 2 cái họ của Bachi và thêm đó chính là Galosaurus ở Losaurus ở sau. Con này nói chung là rất là phê đó các bạn ha. Con này để bên đây hơi bị xấu á mày. Mày qua bên đây đi. Mày cho mày qua đây đi. Mình sẽ lấy cái con khủng bố Iraq này qua đây lại. Khu vực những con khủng long nguy hiểm nhất thế giới. Đó, đây là chuột. À, để ra một khu luôn. Đó, khu đây trồng trống nhiều nè. Mình để ra một khu như thế này cho đẹp. Những con khủng long mà đẹp và nguy hiểm. Ở giữa mình sẽ làm cái bồn, cái đường đi.
Sư đơn qua. Sao cái chuột của con mẹ kia bự dữ ta? Chuột của nó bự ghê hồn đi. Chuột mấy thằng này nhỏ tí. Michafodon đâu rồi? Kim đâu rồi? Cho nước qua trước đi. Những con đột biến mà gọi là thứ dữ nhất của xã hội là mấy con mẹ này đây. Đây. Trời, Indominus Red vô luôn hội. Tại vì Indominus Red mình cũng rất là thích. Ôi chuột này bự quá. Hai tụi mày ở chung với nhau được á. Đó, rồi mà ở chung với nhau là hợp lý luôn á. Cho con Indominus Red vô. Đấy. Quá hợp lý luôn. Bỏ đường vô là nhiều em, các em bỏ đường sao là các bạn là lít ngay cho cái mặt kia là bỏ đường được. Đó, bỏ đường đi được nè. Công viên đây là xây công viên chuẩn luôn á. Xây cái là lên đường liền. Cho khách du lịch vô tham quan. Đấy, đó, đấy là có đường cái tụi nó liền. Còn những thấy thích mình thích đẹp thì mình có thể bỏ thêm đồ trang trí vào hai ô ly. Cái dạng hai ô ly thì hơi khó để đặt ra. Không thì mình đặt cái đài quan sát ở đây. Rất là nhiều thứ đẹp luôn. Chơi nhiều cái quá đỉnh luôn. Đặt thêm cái đường vô đây đi. Đó, ok liền. Còn cái để cái đường dài từ đây qua đây cho vui. Để từ từ mình có cái gì mình xây thêm vô cái chỗ này cho nó đẹp coi. Trống quá, hai cục quá. Dài hai ô ly thì hơi khó để kiếm ra. Có cái này mình nằm ngang mất tiêu rồi. Ok, xây bên ngoài cho nó đẹp nào. Hồ nước nhân tạo. Đó. Nhìn đã liền, công viên của mình hấp dẫn liền. Đấy, lên liền. Cần thiết thì thay xây thêm cái đường đi chỗ này cho đẹp. Có đường vô công viên này nọ. Đã, ồ, đã ta. Chỗ này nó hơi bị tắt đường cả đây. Đấy. Nhìn phê phê liền. Có cái nào đẹp 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 rõ vô thêm. Tòa nhà cao ốc cái đó thì hơi sai nên thôi mình không bỏ. Cái này là gì ta?
công viên luôn, kiểu dạng công viên luôn á các bạn. Nhiều thứ lắm, mình được cái này nhiều lắm mà nhưng mình chưa có xây cái nào luôn. Núi lửa là để trong đây là hợp lý nè. Đó, đài phun nước bay lên vù vù. Còn mấy cái cho vô luôn, cho vô cái phun nước nữa. Wow. Đó, đây là những khu đặc biệt dành cho những con thú của mình. Đó, có con mới đâu rồi? Ủa, ba chi đâu rồi? Chết mẹ, dùng ba chi đâu rồi? Chi ơi, về chi ơi. Tao nở lòng nè, tao bỏ mày bên đó. Ôi, chết mày rồi, mày dắt mày không có chuồng ở rồi. Rồi, cho mày ở bên khu mới vậy. Con này chắc là cho mày vô luôn, cho mày tạm thời ở chung thôi nha. Chứ vài bữa là có đồ mới là loại mày đi á. Chỉ nên ở đó thì mình phải có gì lắp vô cái lỗ đó. Nhà nghiên cứu. Đâu. Wow, nhìn đã thiệt. Cái này là cái nhà kiểu như Big Joe ha, phải có đường đi, nhà ăn. Né khủng long nguy hiểm ra, con này rất là nguy hiểm. Đó, vòng hết cả thế giới rồi đó. Cây cối nước đồ bay lên có những khủng long. Ôi, lâu nay sao mình không làm cái này ta? Vài bữa chắc mình phải chi chi khu lại làm cho nó đẹp. Làm từng khu nó nói liền với nhau á. Khu vui chơi để dành khu vui chơi. Ê, cái này đẹp quá vậy. Ồ, bỏ cây cối vô nhìn đúng là đẹp thiệt. Ồ, các bạn thấy đẹp không? Đó, có vòi nước rồi. Mấy con khủng long thứ dữ này đó. Ok, làm nốt event hôm nay nè. Underwater. Đầu tiên sẽ chiến với con này. Ok, chiến với con trùng luôn. Mình không có hai con cá lóc nên sẽ lấy con này. Ok, let's go. Quýnh đàng hoàng nha, không đổi đội hình luôn nha. Cái con khỉ này chưa gì hết nó đổi đội hình rồi. Mày làm gì tao? Quýnh luôn, về đây. Quấn này. Sao anh bạn quấn không? Trời ơi, nó không bị bổ luôn rồi. Mày nghĩ mày thắng được tao hả? 7 điểm, what the. Mày cũng khôn quá, dùng 4 điểm à. Được 4 điểm giết luôn, không cần nhiều. Wow. Ghê thật, trùng thủ luôn. Kiểu như nó dùng nó lội hết quân của mình luôn sao. Mày, tao còn một con nữa cơ. Đỡ nó đi, đỡ giùm cái. Đỡ giùm cái. Ăn thịt mày luôn, đêm về mày tao hấp mày luôn. Đem con cá lóc đó về hấp. Không là nướng mía. Con này hả? Ok, chơi ba con này tôi chơi. Mình không có ba con đó giống nhau với nó nên thôi mình sẽ chơi ba con này. Được, nó ăn hành hả? Ok, chơi con này luôn. Không đụng kỳ hệ vì với nhau luôn. Ý mà nó kỳ hệ mình mà chết cha lộn rồi. Thôi ăn hành chắc cái này luôn có sao đánh. Thua chắc rồi. Tỷ lệ thua là gần như là 80% mà. Húc mình cái đi liền.
ơi, bị lag kìa. Ok, xử lý bạn luôn. Bóp. Event này khá là đơn giản, chủ yếu là nó cho mình thịt thôi. Mày giỡn. Tờ để qua coi lại cái khu mình rồi sao mày thấy nó không nét nét lắm. Thấy cái khủng long này nó sao sao á. Hay là thành viên mới có vẻ khó chịu. Không, vẫn đẹp như thường ngày mà. Đẹp từng chi tiết da luôn các bạn ha. Ê, cực mới nhìn phê. Ờ, quên tiếp nào, một trận cuối cùng. Trời, quýnh với hai con rắp to khinh thường nhau vậy. Rắp to cũng khá là dữ đó nha. Ok, chơi những trận chiến mà gọi như là thấp nhất của bậc khủng long luôn. Bỏ lại tăng cơ. Rồi ok, con chim đã bị con Raptor ăn thịt. Con Raptor chọc đầu của mình sẽ giết lại con Ultra Raptor đó. Mình cũng là Ultra Raptor nhưng mà chưa tiến hóa thôi. Một tát. Không đủ rồi. Rồi, mình có 5 điểm. Coi như là đáp to đó sao chịu được rắp to của mình. Mày đùa. Một cặp rồi chết ngắt liền. Ok, chúng ta trở lại với con Pachi. Banshee tiến hóa để mình spoil coi cái dạng tiến hóa cuối cùng của nó sẽ như thế nào ha. Có đáng là chúng ta làm nó không? Wow. Tối quá bạn. Đây là một sinh vật trong đêm tối. Các bạn có thể hình dung nó được rồi đấy. Rất là khủng phải không? Rất là đẹp. Ăn cũng rất là hung dữ luôn. Ok, quýnh một trận nữa nè. Phê chứ, con này mà nói mà để mà tiến hóa lên thì để ngày mai mình làm sẽ làm 3 con level 40 cho các bạn luôn, thay vì hôm nay là mình chỉ là giới thiệu về con này. Chứ liệu là mình đã sở hữu được con này. Ngày mai thì mình sẽ làm 3 con này cho các bạn xem. 3 con ở level 40 nha. Thôi 35 đi. Các bạn chọn level 35 hay 40, comment bên dưới cho mình biết. Đâu quýnh với Indominus Red. Tại vì bây giờ mình đang quýnh ở cái tầng lớp mà nó tầm tầm thôi. Cứ quýnh với Judo nó mệt lắm. Mà bây giờ mình cũng quýnh với mấy con khủng không vậy? Ghê vậy man. Chào anh Indominus khổng lồ. Giờ mày quýnh tao 2 cái, tao cũng quýnh mày 2 cái chết đó. Rất là thông minh. Nhưng mà cũng không thông minh lắm đâu, tại vì tao biết mày lấy điểm. Tao giết mày ngay và luôn. 3 điểm, wow, bây giờ nó có 5 điểm. Nó quýnh mình 2 điểm.
chỉ là 3 điểm, nó còn 2 điểm. Mình chỉ cần quýnh nó 3 điểm là nó đã gục rồi. Cho dù nó có thủ, đấy, như bây giờ là nó cùng là thủ cũng như vô dụng mà. Đấy, mình tính toán hết rồi. Quá dữ, các bạn thấy con này thế nào? Thích không? Thích thì đừng quên để lại một like cho mình nha. Và lại thêm một trận nhẹ nhàng nữa ha. Các con mới mới phê phê. Con mới thì quẩy cho nó đã luôn. Quẩy BBB thôi, chứ mà quẩy với boss thì chán lắm, nó mạnh lắm. Quýnh không lại, chứ không phải nó mạnh. Con này thì tiến hóa mát thì nói chung mà nãy mình mới coi rồi đó. Là chỉ có 4.000 mấy máu thôi. Không vào được tầm của judo ta, ổn nghe ta. Không tầm thì được, cũng phải được cỡ cái con LAT kia chứ. Wow, Stego nhìn đẹp thế. Ok, tha cho nó đi. Nó tiếng nó đột biến nhìn nó khá là nguy hiểm đó các bạn. Nó còn một con Spino đột biến nữa. Một nháy, một chấm máu, 5 điểm à. Ủa, nó còn mấy điểm tên mình không để ý lắm. Hình như nó hết điểm rồi. Cẩy người liền luôn á. 5 điểm hết chưa, nãy mình nghĩ nó còn 1 điểm mà. Dùng 4 điểm. Vậy là nó vẫn còn 1 điểm để thủ. Ok chưa? Ê chết cha. Quên. À. Quên chứ. Thôi rồi, ta phải... Con kia mà đập trên 500 đao là mình thua. Oh, 181. Có vẻ là mình hơi nâng cao nó quá rồi. Không có thể nào gọi là cản phá được luôn á. Cái này gọi là không cản phá được luôn. 4 điểm gần như là vô dụng luôn á. Bye bye. Bạn sao mà quýt được mình. Số. Dừng lại. Một con thú cực kỳ mới. Đó chính là DNA hay là Sequel. Bắt. Thôi. Ok, và hôm nay mình sẽ dừng lại video ở đây ha. Hôm nay là làm về cái con này rất là thú vị ha. Đó chính là Bachigalosaurus. Một cái con khá là đẹp. Ngày mai thì mình sẽ làm 3 con về level cao nhất của nó hoặc là 35. Để xem mọi người comment như thế nào thì mình sẽ làm như thế ấy nha. Được rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.